Kính chào quý vị, thưa quý vị, như chúng ta đã có hơn nửa tháng bình thường mới sau những kỳ giãn cách chống dịch căng thẳng. Ai cũng vui khi các hoạt động được khôi phục, tuy nhiên mọi chúng ta đều hiểu chắc chắn rằng bình thường mới không phải là bình thường. Trong bối cảnh COVID-19 không là zero, thì dịch có thể bùng phát bất cứ khi nào dù tỷ lệ bao phủ vaccine đã cao. Bạn lơ là nguyên tắc 5K không? Bạn có chủ quan không? Bạn có lo lắng không khi mỗi ngày các địa phương vẫn cập nhật nhiều ca F0? Để trả lời các câu hỏi này, người dân ở các địa phương và lãnh đạo một số xã huyện sẽ là khách mời chính của chương trình Những vấn đề hôm nay. Một điều rất dễ nhận thấy từ các đợt dịch COVID-19 xảy ra, cứ sau mỗi đợt giãn cách dài thì nhiều người hay có tâm lý chủ quan, nhất là khi tỉnh có số lượng người đã tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao như hiện nay. Khi các hoạt động đang được khôi phục nhanh, sẽ tăng tiếp xúc xã hội, cũng sẽ là thời điểm nhạy cảm, dịch bệnh dễ bùng phát. Và cho đến nay, mỗi ngày 9 huyện, thị xã, thành phố đều có những ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong tình hình này, người dân chủ động phòng ngừa cho chính mình để an toàn mà mưu sinh là điều cần thiết nhất. Bà Dương Thị Khéo chạy xe đạp chở theo giỏ bánh ú, bánh tét chuối, bán cho người đi đường ở thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên. Đó là nguồn thu nhập chính của gia đình bà trong lúc này, bà nói. Mình cũng lo nhưng mà vì cuộc sống mình phải buôn bán chứ sao giờ. Tại nhà không có gì để thu hết á. Giờ nếu không bán thì gia đình không có gì để ăn á. Thì phòng dịch thì mình cũng bịt hai khẩu trang nè. Rồi mình cũng xịt phòng nè, xịt đầy người hết trơn luôn. Đó. Xịt đầy người hết trơn rồi mỗi một lần người mua thì mình cầm tiền là mình phải lấy cái nước này mình xịt xịt cho tiền uống hết trơn, lúc nào tiền uống hết. Ông Lê Hùng Ân, chủ tiệm tạp hóa và đại lý bán bảo hiểm, ngụ ở khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, nói. Mở ra bán thì mình có khoảng cách mỗi người, mình phải giăng dây. Rồi mà người ta đến mua thì đứng cách xa khoảng 2 mét. Tiền thì bỏ ra rổ, mình giao hàng tại ngay cô cá bàn này. Là làm cho nó an toàn. Thì mình tính ra ý thức của mọi người, người dân, người giữ ý thức một chút. Tại huyện Châu Thành, bà Trần Thị Loan đã chọn cách giăng dây trước cửa hàng để đảm bảo giữ khoảng cách giữa người bán và người mua. Bà Trần Thị Loan nói. Bà con cũng có ý thức là đến mua thì cũng giãn cách ra. Rồi bà con đến mua thì cũng thực hiện 5K. Thì mình cũng có bán thì mình cũng có nhắc nhở bà con. Thì bà con cũng có ý thức rất nhiều. Cũng có yên tâm được 80% rồi. Còn 2% là lại thì nhiều khi là khách đến đó. Rồi những người mà lạ thì mình cũng chưa kiểm soát được mấy. Mình cũng nhờ chính quyền rồi kiểm soát hộ cho dân thì mình cũng yên tâm được một phần nào. Nhiều người cẩn thận hơn chỉ bán hàng mang về và có chỉ dẫn khách hàng thực hiện các bước phòng chống dịch khi đến mua hàng. Tại phường 4, trên tuyến đường tập trung nhiều quán ăn, tiệm cà phê, karaoke, người bán, người làm công đều có những e dè, lo ngại trong bối cảnh phải sống chung với dịch. Trong khi đó, người mua thì khá thoải mái. Ông Phan Thiện Đức, chủ một tiệm karaoke ở phường 4, thành phố Tây Ninh cho biết. Chính bản thân tụi em thì đã cũng đã thất nghiệp là hơn 6 tháng. Thì cuộc sống mà mình phải đi làm để kiếm tiền. Quán em là 20, thì em chỉ nhận khoảng 8-9 phòng. Cho dù cái giờ cao điểm hay gì, tụi em vẫn hạn chế nhận khách. Và khi khách đến nơi á là tụi em đều quét mã. Bà Lê Thị Thu Hồng, chủ một cửa hàng ăn uống trên đường Nguyễn Trãi, phường 4, thành phố Tây Ninh cho hay. Giờ mình kinh doanh thì lo, cũng lo dịch sợ, nó nhiều khi nó cũng bùng phát lại. Thì trên cái đường kinh doanh thì nó tạm dừng lại thì cuộc sống nó cũng hơi khó khăn. Em cũng tuân thủ theo là mình cũng phòng chống dịch. Trở lại bán lại thì nói ngay thì bây giờ cái lượng khách ngày xưa 10 thì bây giờ nó chỉ được 3 hoặc 4 mà thôi. Chứ nó cũng chưa có ổn định lại mấy. Ông Trần Văn Cường, nhân viên bảo vệ, bày tỏ tâm tư khi trở lại làm việc. Thì lo thì cũng có lo, nhưng mà ở đây doanh nghiệp người ta cũng trang bị khẩu trang, rồi nước xịt khuẩn rồi cho nhân viên mà thì giờ cố gắng giờ mình giữ gìn bản thân mình thôi. Ông Phan Anh Ngọc ở khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh cho biết. Thực ra thì mình buôn bán cà phê thì mình cũng rất lo ngại về vấn đề dịch. Thế khi mà nhà nước cho thực hiện chính sách bình thường mới thì mình cũng thực hiện theo và vẫn tuân thủ theo 5K, cũng như là các bình xịt vệ sinh tay chân, rồi mình có thêm những cái mã QR để khai báo y tế. Từ ngày bình thường mới thì cái lượng khách đến cũng không đông lắm, đa phần người dân vẫn còn lo ngại về dịch bệnh nên không có tập trung nhiều như trước. Trước đây khi dịch diễn biến phức tạp, câu đầu tiên của mọi người khi liên lạc với nhau là bình an. Còn bây giờ là lời nhắc nhở nhau, đừng chủ quan, lơ là nhé.
Hiện nhịp sống ở đô thị hay vùng nông thôn đều nhộn nhịp hơn so với những ngày trước đó. Lượng khách đến các nhà hàng, tiệm ăn, cửa hàng đều giảm. Song có một thực tế rất rõ ràng là rất khó để mỗi người có thể giãn cách 2 mét khi ngồi tại quán ăn, tiệm cà phê. Liên tục những ngày qua, nhiều F0 được phát hiện. Rất nhiều ca truy vết đều có liên quan đến tiệm cà phê, quán ăn, những nơi tụ tập đông người. Với khoảng cách quá gần, khi ngồi cùng nhau trong tiệm ăn, tiệm cà phê, tiệm karaoke, không ai có thể nhận diện được F0, đặc biệt là F0 không có triệu chứng. Cho đến khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc, nguy cơ dịch bùng phát đang ở ngay trước mắt. Lãnh đạo một số xã huyện đã triển khai các giải pháp nhằm thích ứng an toàn ra sao. Ông Huỳnh Thanh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 4, thành phố Tây Ninh cho biết. Ủy ban quan tâm lo lắng ở chỗ là người dân lơ là, mất cảnh giác trong cái việc mà phòng chống dịch. Người dân cứ tưởng là dịch bệnh hết thì người ta cứ đổ xô ra, người ta đi ăn, đi uống, đồ rất là nguy hiểm, tụ tập. Nên ở phường cũng rất là lo lắng với vấn đề này và cũng đã cho triển khai cho cái tổ phòng chống dịch đó, là phải đi nhắc nhở các quán, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn là sáng phải đi, là trưa phải đi, rồi tối cũng phải, tổ cũng phải đi để nhắc nhở cho các cơ sở này. Ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu nói rằng, huyện đang tập trung triển khai thực hiệu quả kế hoạch số 3676 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đưa các hoạt động trở lại bình thường mới, an toàn dịch bệnh. Tất cả cái ca mà tăng ngoài cộng đồng đó, thì tổ chức có nghĩa là cách ly y tế, cách ly hẹp thôi. Nhưng mà cái chủ yếu cái giải pháp đó, thì thực hiện theo cái kế hoạch của tỉnh đó. Giờ cái đầu tiên đó, nói gì nói cũng phải là cái công tác tuyên truyền. Tập trung cái công tác tuyên truyền cho người dân ý thức được. Khi cái mở cửa bình thường mới, hoạt động bình thường thì phải theo 5K. Như vậy thì các cái quán tiệm đó, mình cũng phải kiểm tra, nhắc nhở người ta. Rồi tất cả người dân mình đi sinh hoạt đó, thì từng địa phương phải tăng cường công tác tuần tra nhắc nhở. Cái thứ hai nữa thì quản lý người mà cái người từ các địa phương khác về đó, thì giao cho tổ COVID cộng đồng, cái gì nó sẽ quản lý. Mẫu cái tổ về quản lý người thì mấy chục hộ vậy đó, để nắm. Mình nắm đến biết để mình có cái cách ứng xử thôi, để mình quản lý, để cái khi mà nó có lây nhiễm thì mình biết cái nguồn. Những cái khu mà hiện nay F0 nó có đó thì cũng rồi phong tỏa, cũng để test nhanh, để sàng lọc, để khống chế lại, nó không cho nó ra cộng đồng thôi. Ông Lâm Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên nói. Nhiệm vụ của địa phương là phải tuyên truyền rộng rãi trên các cái công nghệ thông tin đại chúng để cho người dân nắm bắt được. Để cái cách phòng chống dịch và thực hiện đảm bảo về cái phương pháp trong phòng chống dịch bệnh mới. Một vấn đề nữa thì ở các cái địa điểm như là siêu thị, chợ, những cái cửa hàng bách hóa thì thực hiện dán mã QR để cho người dân tự khai báo y tế và theo dõi cái khai báo y tế. Nhiệm vụ của địa phương còn lại thì tăng cường công tác tiêm chủng, thực hiện hộ gia đình thì thường xuyên theo dõi sớm. Để mà cái biện pháp là thoát cách ly, để người dân họ cũng vừa thực hiện cách ly tốt mà cũng vừa được thoát cách ly, cùng đồng lòng với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trong tình hình mới hiện nay. Bác sĩ Bùi Sĩ Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Biên nói. Vì giờ trong giai đoạn tình hình mới rồi, giờ chúng ta không thể nào mà bó buộc người dân một chỗ được. Chúng ta phải hoạt động giống như bình thường, nhưng trong tư thế là luôn luôn phòng chống dịch. Nên là công tác tuyên truyền rất là quan trọng, ý thức của người dân. Thì làm sao chúng ta đẩy mạnh được cái công tác tuyên truyền giáo dục cho người dân thực hiện vấn đề 5K. Còn vấn đề lo lắng thì tất nhiên trong dịch bệnh thì mọi người dân đều lo lắng. Và đặc biệt chúng ta làm công tác chuyên môn thì chúng ta càng lo lắng hơn. Nhưng làm sao chúng ta phải khống chế được, khi phát hiện được chúng ta phải nhanh chóng khoanh vùng, cách ly và hướng xử trí kịp thời đúng theo cái quy định, nguyên tắc phòng chống dịch. Đặc biệt khi phát hiện một cái ca F0 như giả sử trường hợp mà test nhanh dương tính thì tôi sẽ phản hồi về cho địa phương, ban chỉ đạo địa phương sẽ huy động và sẽ thông báo cho tổ truy vết và kết hợp với lực lượng dân quân hoặc công an đến tạm thời phong tỏa hộ gia đình đó, và cái tổ truy vết của trung tâm y tế chúng tôi xuống thì được các cái tổ tình nguyện viên hỗ trợ một cách đắc lực. Cái thứ nhất là họ cùng với mình làm công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Cái thứ hai là tư vấn cho hộ gia đình đó cách là phòng chống dịch, phòng chống bệnh, và đặc biệt là luôn luôn bảo đảm là không đi đâu khi tạm thời phong tỏa. Điều đó là điều rất là mừng.
thì chúng tôi làm được những công việc đó. Trong cái giai đoạn bình thường mới, khôi phục lại tất cả các nền kinh tế, hoạt động của người dân, thì người dân nên cần lưu ý nhất là chắc chỉ có 3 điểm thôi. Cái thứ nhất là luôn luôn trang bị cho mình một cái kiến thức trên các cái thông tin, về công tác phòng chống dịch. Cái thứ hai, phải đảm bảo nguyên tắc là 5K. Cái thứ ba, nếu lỡ mà chúng ta đã bị nhiễm thì chúng ta phải trung thực khai báo dịch tễ để cơ quan chức năng truy vết, làm tốt về công tác phòng chống dịch. Đó là điều quan trọng. Chỉ trong 4 ngày đầu của tháng 11, toàn tỉnh phát hiện 1.095 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.047 ca ngoài cộng đồng, chiếm tỷ lệ 95,6%. Những con số khuyến cáo chúng ta không được chủ quan. Bình thường mới, sống chung với COVID-19, thích ứng an toàn là tất nhiên và phải thận trọng. Ngành y tế và các địa phương đã và đang nỗ lực tập trung khoanh vùng, dập dịch nhanh, hiệu quả. Đối với các khu vực có ca mắc, địa phương tiến hành phong tỏa diện hẹp, đồng thời kiểm soát chặt chẽ để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng. Kính thưa quý vị, trách nhiệm của người dân là chủ động thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K, đề cao cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Dù đã tiêm một mũi vaccine hay hai mũi cũng không lơ là. Giữ vững được trạng thái bình thường mới, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của mỗi người là mục tiêu lớn nhất để mọi người yên tâm đầu tư tái sản xuất kinh doanh. Chúng ta cũng cần khẳng định với nhau rằng biện pháp phòng chống dịch đã và đang được nới lỏng, chứ không phải buông lỏng. Quý vị thân mến, chương trình phát thanh Những Vấn Đề Hôm Nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.